Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin Host News bóng đá ngày 22 tháng 4 năm 2020. Trước khi đến với những thông tin bóng đá nóng hổi có trong bản tin ngày hôm nay, hãy nhớ subscribe ngay kênh YouTube của Love Sport và nhấn chiếc chuông nho nhỏ để luôn là người nhận được những thông tin bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất nha. Trong khi vui mừng xen lẫn tự hào khi Việt Nam không có những ca nhiễm Covid-19 mới, những ngày gần đây thì chúng mình vẫn luôn tiếp tục hì hục và khí thế làm bản tin thể thao cho các bạn. Vì vậy hãy nhớ luôn ủng hộ Love Sport nha. Ngay bây giờ trân trọng mời các bạn đến với những nội dung chính trong ngày hôm nay. Vieri khẳng định Ronaldo không có cửa so với Robéo. Huyền thoại Liverpool khuyên Pogba bớt hỗn láo, học cách tiếp thu. Newcastle đổi đời, tỷ phú Ả Rập Saudi bơm tiền tấn chuyển nhượng. Tự tập cách ly tại nhà tránh Covid-19, cầu thủ Nga đột tử. Lương Xuân Trường sẽ tái xuất vào tháng 6. Quang Hải vẫn xếp sau Hồng Sơn một bậc. Vieri khẳng định Ronaldo không có cửa so với Robéo. Bất chấp việc Cristiano Ronaldo vẫn tỏa sáng rực rỡ ở tuổi 35, cựu cầu thủ bóng đá người Italia Cristian Vieri lại không đánh giá cầu thủ người Bồ Đào Nha này bằng Ronaldo béo. Giống như Vieri, Ronaldo béo là cầu thủ thuộc thế hệ đàn anh của CR7 vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước, đầu thập niên 2000, chân sút người Brazil, 3 lần giành giải cầu thủ hay nhất thế giới 1996, 1997, 2002. Đã làm mưa làm gió ở khắp châu trong màu áo của PSV, Barcelona, Inter Milan và Real Madrid. Trong khi đó, CR7 dù đã 35 tuổi nhưng vẫn đang là ngôi sao số 1 của Juventus sau khi được mua về từ Real Madrid hồi hè năm 2018. Với mức giá lên đến 100 triệu euro, anh đã đóng góp 53 bàn trên 75 trận cho bàn đàm già thành Turin, trong đó có 25 pha lập công trên 32 trận kể từ đầu mùa. Khi được hỏi về tiền đạo xuất chúng có tên Ronaldo, Vieri mới đây chia sẻ trên tờ Daily Mail như sau: "Tôi là bạn của Ronaldo Ranzaro, thật may mắn khi có cơ hội cùng sát cánh với anh ấy ở Inter Milan. Ronaldo có mọi tố chất của một siêu sao, từ khả năng bùng nổ, sức mạnh cho đến tốc độ. Giống như một vũ công, mỗi khi ra sân, Ronaldo thi đấu cứ như nhảy múa cùng trái bóng vậy. Tôi có thể khẳng định chắc chắn Ronaldo Ranzaro giỏi hơn Cristiano Ronaldo. Nói vậy không có nghĩa là tôi xem thường CR7, trong mắt tôi, tiền đạo của Juventus giống như một cỗ máy hủy diệt. Có ý thật đáng ngưỡng mộ vì đã và đang tiếp tục làm những điều tuyệt vời. Cristiano Ronaldo có thể đá đến 40 tuổi với một điếu thuốc trên môi, như cách nói của người Italia, cậu ấy có thể hình đẹp như một bức tượng." Very kết luận. Huyền thoại Liverpool khuyên Pogba bớt học láo, học cách tiếp thu. Trong buổi trả lời phỏng vấn mới đây, cựu danh thủ Robbie Fowler cho rằng tiền vệ bông Pogba nên lắng nghe những lời tư vấn của Ramian Sonet thay vì phản ứng một cách thái quá. Quan điểm của Robbie Fowler về cuộc đấu khẩu giữa Pogba và Gareth Southgate như sau: "Sonet là một trong những tiền vệ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Ngoài ra, Sonet cũng là một huấn luyện viên chất lượng và bây giờ là một chuyên gia bóng đá đáng kính trọng. Ông ấy không ngại nói những gì mình nghĩ khi được yêu cầu đưa ra ý kiến về bất kỳ điều gì. Đó là người đã xem và phân tích bóng đá trong 6 thập kỷ qua. Vì vậy, nếu có ai đủ tư cách để nói về Pogba và đưa ra những chỉ bảo để cậu ấy trở thành một cầu thủ tốt hơn thì đó là Sonet. Lời khuyên của tôi dành cho Pogba đó là hãy lắng nghe những gì ông ấy nói và sau đó tự hỏi lại mình xem có hạn chế gì hay không. Từ đó cậu ấy có thể hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi đã thất vọng khi nghe Pogba nói không biết Sonet là ai. Nếu vậy, cậu ấy nên bổ sung kiến thức bóng đá. Pogba sẽ nhận ra đó là người 5 lần vô địch nước Anh và 3 lần vô địch châu Âu với Liverpool đấy. Điều tích cực là Pogba có vẻ nhận thức được mình cần phải thể hiện tốt hơn nữa. Hy vọng rằng khi các trận đấu trở lại, cậu ấy có thể cho chúng ta thấy những gì cậu ấy có thể làm. Lý do khiến Fowler phản ứng dữ dội với Pogba như thế là vì cách đây chưa lâu, nhà vô địch World Cup 2018 từng đáp trả bình luận của Sonet như sau: "Thật sự tôi chẳng biết ông ấy là ai. Tôi chỉ biết ông ấy là một cầu thủ khá hay, đại loại như vậy thôi. Tôi đã nói rồi, tôi không để mấy bình luận trên báo đài lắm. Tôi thích xem bóng đá rất nhiều, nhưng không nắng lại để xem người ta bình luận ra sao, hay hỏi nhau tại sao như thế này, tại sao như thế kia. Tôi muốn tập trung vào bóng đá." Trước đó, Sonet đã bình luận về Pogba: "Pogba có mọi thứ trên đời để trở thành một cầu thủ hàng đầu. Nào là thể chất tuyệt vời đến kỹ thuật siêu hạng. Nhưng thái độ của cậu ấy với trận đấu lại hoàn toàn ngược lại. Pogba ra ngoài với một suy nghĩ trong đầu: tôi sẽ cho mọi người thấy hôm nay tôi thông minh như thế nào và là ngôi sao của trận đấu. Thái độ của tôi, cách tôi được dạy là ra sân và làm việc chăm chỉ hơn anh chàng mà cậu ấy phải chạm trán, rồi xem cậu ấy sẽ ra sao. Với tôi, Pogba là một cầu thủ dễ đối phó. Pogba nên đặt số huy chương mình đạt được lên bàn đi, rồi hãy nói chuyện với tôi."
Newcastle đổi đời, tỷ phú Ả Rập Saudi bơm tiền tấn chuyển nhượng. Quỹ đầu tư của hoàng gia Ả Rập Saudi chuẩn bị hoàn tất việc mua lại câu lạc bộ Newcastle và ngay lập tức cấp ngân quỹ 200 triệu bảng để họ mua sắm cầu thủ mới. Sau 13 năm sở hữu Newcastle, tỷ phú Mike Ashley sẽ bán đội bóng cùng Đông Bắc nước Anh cho quỹ hoàng gia Ả Rập Saudi do thái tử Mohammed bin Salah đứng đầu. Thương vụ chuyển nhượng trị giá 300 triệu bảng này đang làm rúng động làng túc cầu xứ sương mù giữa đại dịch Covid-19. Dự kiến sau khi hoàn tất việc mua lại câu lạc bộ, các ông chủ mới sẽ vạch ra dự án 3 năm để biển Newcastle trở thành thế lực mới của bóng đá Anh, cạnh tranh tấm vé dự Champions League. Kế hoạch tài chính chi tiết đã được gửi lên ban tổ chức Ngoại hạng Anh với 350 trang tài liệu và họ hy vọng rằng sẽ được thông qua sau 2 tuần nữa. Quỹ đầu tư của hoàng gia Ả Rập Saudi sẽ cấp cho huấn luyện viên Steve Bruce 200 triệu bảng để ông tăng cường lực lượng cho Newcastle hè tới. Với nguồn cân quỹ khổng lồ, đội hình của chiếc chè sẽ được nâng cấp đáng kể với những mục tiêu chuyển nhượng chất lượng. Bên cạnh các tân binh, chủ sở hữu mới cũng sẽ cải tổ trung tâm huấn luyện, xây dựng hệ thống đào tạo trẻ và kết nối nội bộ nhằm tăng thêm nguồn thu. Quỹ đầu tư hoàng gia Ả Rập Saudi tin rằng đội chủ sân Sanchez Park có tiềm năng để trở thành một đội bóng hàng đầu châu Âu, mở rộng thương hiệu trên toàn cầu. Tự tập ở nhà tránh Covid-19, cầu thủ Nga đột tử. Lokomotiv Moscow, đội bóng ở giải Ngoại hạng Nga, thông báo rằng Inoketi Samokevov, một thành viên của đội trẻ, qua đời khi tập luyện ở nhà. Theo BBC, cầu thủ 22 tuổi đột tử có thể là do lên cơn đau tim. Lokomotiv Moscow và gia đình đang chờ báo cáo xét nghiệm tử thi để quyết rõ nguyên nhân cụ thể. Samon Vakos đang chơi cho câu lạc bộ Kazanka, một đội dự bị của Lokomotiv Moscow ở giải hạng 3 của bóng đá nước Nga. Anh gia nhập câu lạc bộ kể từ năm 2015 và chưa thi đấu trận nào ở giải Ngoại hạng Nga. Thật tồi tệ, các bác sĩ đã cho rằng cậu ấy chết vì đau tim. Nếu đã cho phép cậu ấy tập luyện, họ phải đảm bảo rằng cậu ấy không có vấn đề gì chứ, ông Alexander Grishin, huấn luyện viên của Kazanka, chia sẻ. Bóng đá Nga cũng như nhiều giải đấu khác trên thế giới đang tạm hoãn vô thời hạn, dừng mọi hoạt động tập luyện và thi đấu tập trung do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Nga cũng đang áp dụng những lệnh phong tỏa từ hết tháng 4, do đó Samos Vakos và các đồng nghiệp tự tập luyện tại nhà. Sự việc cầu thủ người Nga qua đời cũng đặt vấn đề đáng lưu tâm đối với các cầu thủ đội bóng khi thực hiện tập luyện tại nhà. Do đó, không tập trung cùng nhau, các huấn luyện viên sẽ không thể giám sát đầy đủ tình trạng của học trò. Lương Xuân Trường sẽ tái xuất vào tháng 6. Tiền vệ Lương Xuân Trường thông tin về thời gian bình phục chấn thương, bảo tin vui đến câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và huấn luyện viên Bắc Hăng Sâu sau 7 tháng nghỉ thi đấu vì đứt dây chằng chéo trước. Như vậy, cầu thủ của Hoàng Gia Lai tuân thủ đúng thời gian yêu cầu của bác sĩ là 9 tháng điều trị và hồi phục. Hiện tại, tiền vệ của tuyển Việt Nam đang tập phục hồi tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ VFF ở Hưng Yên. Cùng với các chuyên gia nước ngoài, Xuân Trường đã được tiếp xúc với bóng và dần có cảm giác trên sân cỏ. Chỉ có bác sĩ mới đánh giá được sự phục hồi, chứ tôi không biết chính xác. Tôi vọng mình có thể trở lại sân cỏ sau 2 tháng nữa. Xuân Trường chia sẻ, anh dính chấn thương vào ngày 30 tháng 9 năm 2019. Ban đầu, Xuân Trường dự kiến sẽ không thể thi đấu lượt đi V-League 2020. Câu lạc bộ Hoàng Gia Lai cũng không đăng ký anh ở cúp quốc gia trong giai đoạn 1. Tuy nhiên, cả hai giải đấu đều bị hoãn, nên anh có thêm thời gian để tích lũy trở lại thi đấu sớm hơn. Đây là tin vui không chỉ riêng với Hoàng Gia Lai mà còn với huấn luyện viên Bắc Hăng Sô. Tuyển Việt Nam đã có thêm lựa chọn đón cầu thủ người Tuyên Quang ở vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, huấn luyện viên Lee Tae Hoon có người điều phối bóng tại sân Pleiku. Xuân Trường là một trong năm cầu thủ của ông Park Hang-seo bị đứt dây chằng đầu gối sau vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu. Chấn thương là điều khó tránh khỏi và các cầu thủ như Đình Trọng, Duy Mạnh vẫn đang trong quá trình phục hồi. Quang Hải vẫn xếp sau Hồng Sơn một bậc. Trong cuộc bầu chọn tiền vệ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam 25 năm qua, Chủ tịch Hội đồng huấn luyện viên quốc gia Nguyễn Sĩ Hiền đã đánh giá cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn cao nhất. Xếp thứ hai là Nguyễn Quang Hải. Ông Hiển nhận định về tiền vệ mang áo số 19 có những điểm mạnh hơn Hồng Sơn, nhưng so về tất cả cựu cầu thủ của Thế Công vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên, Quang Hải năm nay mới 23 tuổi và còn nhiều cơ hội để phát triển bản thân, ông Nguyễn Sĩ Hiền chia sẻ. Trong 25 năm gần đây, tôi thấy Hồng Sơn là cái tên xứng đáng nhất. Hồng Sơn toàn diện từ tố chất tấn công ở khu vực trung tâm tới xâm nhập vòng cấm, đánh đầu, dứt điểm đều rất tốt, rất toàn diện. Sau Hồng Sơn, tôi nhìn thấy người kế tiếp là Quang Hải. Cậu ta có những bàn thắng, những đường truyền quyết định và khả năng tạo ra cơ hội rất tốt cho đồng đội. Đương nhiên, Quang Hải mới 23 tuổi, tạm thời Quang Hải xếp sau Hồng Sơn. Nhưng sự nghiệp của anh ấy còn rất dài. So với Hồng Sơn, Quang Hải có điểm hơn là khả năng hoạt động lên xuống đều đặn, thể lực tốt. Còn Hồng Sơn bị hạn chế bởi khả năng phòng ngự và sức bền.
Nguyễn Hồng Sơn là cầu thủ xuất sắc nhất của bóng đá Việt Nam và câu lạc bộ Thể Công trong những năm 1995 đến 2001. Anh nhận 2 quả bóng vàng Việt Nam vào các năm 1998 và 2000. Hồng Sơn được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam. Nguyễn Hồng Sơn từng vô địch giải bóng đá Việt Nam những năm 1990 và 1998, vô địch siêu cúp năm 1998, Á quân cúp quốc gia năm 1992. Anh từng giành huy chương bạc SEA Games năm 1995 và 1998. Ngoài ra, cựu cầu thủ của Thể Công cũng từng cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi Á quân tại Tiger Cup năm 1998. Ngoài 2 quả bóng vàng Việt Nam 1998 và 2000, Nguyễn Hồng Sơn còn giành rất nhiều danh hiệu cá nhân xuất sắc như vua phá lưới, giải bóng đá vô địch Việt Nam năm 1990, cầu thủ xuất sắc nhất Tiger Cup năm 1998, cầu thủ xuất sắc nhất tháng của châu Á vào tháng 8 năm 1998. So với thế hệ cha chú, Nguyễn Quang Hải từng giành những thành tích ấn tượng như tham dự U20 World Cup năm 2017, Á quân U23 châu Á năm 2018, Top 4 ASEAN Cup năm 2018, vô địch AFF Cup năm 2018, tứ kết ASEAN Cup năm 2019, vô địch SEA Games 19. Thưa quý vị và các bạn, tin tức vừa rồi cũng là những thông tin cuối cùng của bản tin ngày hôm nay. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và đừng quên subscribe ngay Lost World và những chiếc chuông nhỏ nhỏ để luôn là người nhận được thông tin bóng đá trong nước và quốc tế nhanh nhất. Cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin host nhiều bóng đá tiếp theo cùng chúng mình.